một cái chất khí mà cũng được sinh ra giống như CO2. Tuy nhiên là đặc biệt là cái quá trình đốt cháy nhưng mà không hoàn toàn. Nếu đốt cháy hoàn toàn sinh ra khí CO2, nếu đốt cháy không hoàn toàn sinh ra khí CO. Và chúng ta biết cái đặc điểm của khí CO là một cái chất khí không màu, không mùi. Nó có thể tồn tại lâu trong môi trường không khí vì nó không màu, không mùi, cho nên là nếu mà chúng ta tiếp xúc có thể chúng ta hít vào mà chúng ta không hay biết, và dần dần nó sẽ làm cho chúng ta bị ngạt. Bởi vì sao? Bởi vì nó có ái lực đối với hemoglobin gấp 250 lần so với oxy. Gấp 250 lần so với oxy. Tức là khi mà vào trong đường hô hấp thì nó sẽ giành lấy hemoglobin. Cái sức mạnh của nó gấp 250 lần so với oxy. Cho nên là người ta gọi nó là một cái chất gây ngạt hóa học. Và những cái người mà bị nhiễm cái khí CO này thì thường là có những cái biểu hiện đầu tiên là chúng ta thấy ủ tai, chóng mặt, buồn nôn. Và nặng hơn nữa là có thể dẫn đến hôn mê. Cái này có phổ biến không các chị? Ở Việt Nam mình hầu như năm nào cũng có một cái tỷ lệ không nhỏ những đợt khí CO. Đặc biệt là ví dụ như ở khu vực phía Bắc các chị thường sẽ thấy là những cái vùng nông thôn vào mùa lạnh đó, người ta hay sưởi ấm bằng đốt than, đặc biệt là than đá. Và ban đêm mình đốt than đá trong nhà, đóng kín cửa là ngủ mà lên cho nó sau sáng hôm sau không thấy thức dậy, không thấy mở cửa hàng xóm và đập cửa vô thấy cả nhà mà cái ru hết trơn. Thì chúng ta thấy là có rất là nhiều trường hợp thương tâm xảy ra như thế này. Thì cái khí CO là cái khí là nó rất là độc hại, và trong sản xuất công nghiệp thì nó cũng là một cái tác nhân rất là nguy hiểm, cũng gây ra những cái tình trạng nhiễm độc khí CO. Hình như tôi thấy lớp các anh chị không có được tập trung hay sao, cứ nghe sột sạt xào xào người này nói chuyện người kia. Các anh chị không tập trung thì tôi cũng không có tập trung nữa. Tôi giảng rồi tôi nhìn xuống tôi thấy người này nói chuyện người kia, người chuyện tới chuyện lui, rồi làm gì lột sột làm sạt qua. Các anh chị tập trung dùng đi ha, chứ các anh chị cứ không tập trung thì bản thân tôi ở đây tôi cũng giảng được nữa. Mà nhắc các anh chị hoài thì cái cũng tôi cũng ngại, mà các anh chị không có thấy bực bội nữa. Nên mình vô học thì mình phải nghiêm túc với các anh chị. Cái thứ ba là hydrocarbon. Thì chúng ta biết là hydrocarbon là một cái hợp chất, đặc biệt là những cái hydrocarbon vòng thì cũng là cái tác nhân gây ung thư để tôi đã nói với các anh chị đó. Và nó cũng rất là phổ biến, đặc biệt là các cái dạng dung môi hữu cơ thì nó rất là thường gặp và nó rất là thường phát tán vào trong môi trường không khí, cho nên là cái này nó dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đây, đây là cái số liệu chứng minh cho các anh chị thấy là cái sự tăng CO2 ở trong cái môi trường không khí. Thì theo các nhà khoa học người ta thống kê, người ta thấy là đối với cái lượng CO2 sinh ra trong cái hoạt động sống của con người cũng như là trong quá trình đốt cháy nhiên liệu của con người thì trung bình mỗi năm có hơn 22 tỷ tấn CO2 sinh ra. Cái số liệu này là theo một cái nghiên cứu mà người ta đã thực hiện cách đây khoảng hơn 15 năm rồi các anh chị. Trong thực tế hiện nay thì một số tài liệu cho thấy là có thể số lượng CO2 này tăng lên gần có thể là hơn 50 tỷ tấn rồi các anh chị. Lượng CO2 này tăng lên ngày càng nhiều. Và kết hợp cả về cháy rừng, cháy rừng thì hàng năm cũng rất là nhiều, Việt Nam mình cũng có đó, mà mới cách đây mấy ngày các anh chị thấy là vụ mà cháy khu công nghiệp đó, rồi các cái khu rừng ở Kiên Giang, ở Cà Mau vân vân, là thỉnh thoảng cũng nghe cháy rừng, đặc biệt là ở Úc, ở Brazil rồi đó các anh chị, hay là ở Mỹ thì hầu như năm nào cũng có nghe tới cái tai nạn cháy rừng. Và cháy rừng thì cái lượng CO2 sinh ra cũng rất là nhiều. Rồi thì đối lập với cái lượng CO2 sinh ra thì có một cái hiện tượng mà nó hấp thu CO2, đó là hiện tượng quang hợp. Cho nên người ta nói là cây diện tích cây trồng càng tăng lên thì cái việc mà hấp thu CO2 sẽ càng nhiều, và ngược lại thì chúng ta thấy là lượng cây trồng lượng cây xanh cái lượng cây xanh càng giảm thì cái quá trình quang hợp nó sẽ giảm và hấp thu CO2 nó sẽ giảm xuống. Thì có khoảng 18 tỷ tấn CO2 được sinh ra được hấp thu. Thì chúng ta thấy là trên cái tổng thể này thì
trung bình một năm có hơn 10 tỷ tấn CO2 tích tụ lại trên bề mặt chứ đó, đó mà. Cho nên là làm cho nồng độ CO2 ngày càng càng tăng. Song song với cái nghiên cứu hồi nãy cho chúng ta thấy rằng là cái lượng CO2 sinh ra ở một số nước, đó là các chị thấy có hai cột, màu đen với màu xanh, đó mà. Màu đen là dân số. À xin lỗi, đây này các chị nhìn thấy ha. Màu xanh là lượng CO2 sinh ra, lượng màu đen là dân số, phần trăm dân số trên thế giới đó. Thì ở đây chúng ta thấy có bốn nước là Mỹ, Trung Quốc, Nhật và Ấn Độ. Cái cột cuối này thì chúng ta thấy là đây là các cái nước còn lại trên thế giới. Thì ngay cả các nước còn lại trên thế giới là chúng ta thấy cái tỷ lệ này cũng sắp xỉ là 1:1, phải không ạ? Khá là cao. Nhưng mà đặc biệt quan tâm bốn cái nước này, chúng ta sẽ thấy ở Mỹ dân số chỉ chiếm khoảng 4.6%, nhưng mà lượng CO2 sinh ra chiếm tới 22.9%, tức là gấp gần 5 lần so với 1% dân số, phải không ạ? Kế đến là Trung Quốc. Trung Quốc là một cái nước có dân số đông nhất thế giới, là 20.7%, lượng CO2 sinh ra khoảng 15.1%. Thì chúng ta thấy nếu mà so với cái số liệu này thì là nó cũng không cao, nó gọi là hơi thấp, phải không ạ? Nhưng thực tế hiện nay thì sao? Hiện nay chúng ta luôn luôn nghe nói tới vấn đề ô nhiễm không khí ở Trung Quốc, và có thể nói là ô nhiễm hiện nay là đứng đầu trên thế giới, phải không ạ? Lý do là công nghiệp nó phát triển rất là mạnh, đặc biệt là ở Mỹ nè, ở Nhật nè, các cái nước phát triển đó, sau khi người ta thấy là cái hiện tượng ô nhiễm công nghiệp họ càng tăng, thì bắt đầu họ dịch chuyển các cái nhà máy xí nghiệp sản xuất vào sang Trung Quốc rất là nhiều, kể cả ở Ấn Độ. Đây chúng ta thấy Ấn Độ đây là lượng CO2 sinh ra cũng thấp, trong khi cái tỷ lệ dân số đứng thứ hai trên thế giới. Nhật cũng vậy, nên Nhật thì chúng ta bây giờ là những cái cột mà của Mỹ nó sẽ giảm xuống, nó đổ qua cho Trung Quốc ở vùng. Và cũng chính từ những cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy là tại sao trong thế kỷ 20 có những cái hội nghị mà liên quan tới cắt giảm khí thải đó thì Mỹ không có tham gia, tại vì nó đứng đầu, nó là một cái cường quốc đứng đầu về vấn đề các cái khí thải độc hại ra môi trường không khí, cho nên là họ tham gia. Có hai cái hội nghị trong cái thế kỷ 20, hai hội nghị quốc tế là liên quan tới cắt giảm khí thải. Các anh chị có biết không ạ? Hội nghị gì ạ? Ủa, buổi sáng lớp mình có học không các anh chị? Buổi sáng này có học không? Không, mà sao giờ thì vô thấy mặt ai cũng buồn ngủ, không mà mẹ chứ gì? Nói thiệt các anh chị, hồi sáng tôi dạy gần 4 tiếng, tới 11 giờ hơn tôi mới về. Rồi xong rồi chiều tôi phải đi vô dạy. Chắc bây giờ phải thay đổi những cái tư thế, bây giờ ai buồn ngủ tôi mời lên đây giảng cho xuống dưới tôi ngồi tôi nghe. Đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Chứ nhìn xuống thấy mấy anh chị không màng ở trên rồi, buồn ngủ rồi phải không? Rồi, bây giờ tôi nhìn xuống là tôi thấy ai buồn ngủ tôi sẽ gọi dậy cho hỏi nha. Đúng không ạ? Gắn hướng mắt lên ha. Hai cái hội nghị liên quan tới cắt giảm khí thải trong thế kỷ 20, hai hội nghị quốc tế đó là gì? Hội nghị gì ạ? Sao nghe được tên chữ Ki và khúc sao đâu? Kyoto, đọc lớn lớn chứ. Kyoto ở đâu ạ? Cắt giảm khí thải gì? Hả? CO2. Ở Nhật nha. Rồi, hội nghị thứ hai. Hội nghị gì? Mời anh nói xong rồi sát cuối vậy này nè, bỏ ra ở dưới lên cho anh cái trên đó. Hội nghị gì ạ? Không biết đó. Rồi không biết cho anh đứng đó. Mời anh nói xong hôm nay, bữa nay tôi xin kêu đội quân nói xong. Mời anh nói xong thôi đó. Rồi, đúng rồi đó. Hội nghị gì ạ? Không biết luôn. Rồi anh đứng đó nha. Bài anh nói xanh rồi dưới cùng. Nghe nữa luôn. Rồi anh đó. Hội nghị gì ạ? Biết không ạ? Không biết anh thấy không?
thì anh hai hiểu lầm, thì yêu anh có sao nghe nữa này nào mà anh cứ nhẹ cho nên là anh nghĩ gì? Biết không ạ? Anh đang chạm vào tôi à?